rồi rồi đó cháy nữa chưa bạn em đi xa ừ đấy 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 Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Hữu Thắng, số 4 Nguyễn Văn Điều, số 7 Nguyễn Thanh Bình, số 29 Phạm Văn Nam, số 30 Vũ Viết Kiều, số 91 Lê Thanh Bình, số trưởng ông Nguyễn Đức Thắng, đội Phố Hiến Công Cách Hồn áo xanh, quần xanh, bí tóc xanh, thủ môn Trương Thái Hiếu mang hộp anh số 89, số 4 Nguyễn Hoàng Sang, số 6 Lê Ngọc Bảo, số 7 Tâm Thuận, số 15 Uông Ngọc Tiến, số 18 Trần Văn Hòa, số 20 Nguyễn Xuân Dương, số 22 Trần Văn Dung, số 23 Nguyễn Thành Lộc, số 36 Nguyễn Trọng Lâm, số 50 Nguyễn Tất Kim, số viên trưởng ông Hứa Hiền Minh, điều khiển đấu trò chính ông Trần Văn Lộc, trợ lý 1 ông Nguyễn Hoàng Đô, trợ lý 2 ông Trần Văn Tân, trọng tài thứ 4 ông Vũ Văn Việt, trợ lý 1 ông Nguyễn Nam Tiến, thank you.
dữ. Yeah.
Thank you.
Nguyên có 3 sự thay đổi người, một áo số 20 Nguyễn Xuân Nguyên và xong một áo số 98 Hoàng Thế Tài vào xong, và cũng đang áo số 4 Nguyễn Thanh Sang rồi xong, và cũng đang áo số 43 Phan Duy Nam vào xong. Người phát triển về sau và đủ mang áo số 9 Phạm Đức Học vào sau. Thank you.
thì đến các quý vị. Tôi là Quang Sư Hiếu, tổng giám đốc công ty LS Electric Việt Nam. Chúng ta vừa cùng nhau chứng kiến một trong những trận đấu cuối cùng kết lại thành công của giải hoạt động quốc gia LS 2020 giữa hai đội Bình Định và Phú Yên trên sân vận động Quy Nhơn. Xin được chúc mừng đội bóng Bình Định đã xuất sắc đoạt chức vô địch giải hạng nhất quốc gia LS 2020. Chúc mừng các đội bóng đã giành giải nhì, giải ba và chúc tất cả các đội bóng hạng nhất quốc gia đã có một mùa giải thi đấu cống hiến đầy cảm xúc.
đây đây. Đi dạo thì bao công an nắm địch nhưng mà đi vòng vòng hai gì á cảm ơn theo đi hai gì á đi vòng tiếc anh đi tiếc rồi làm đi trước luôn không có tầm chơi có kiệt bè thua cũng phải đi nha rồi lỡ thôi rồi đi đi ra buồn cái nào nha. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.